Instagram. Xin chào các bạn, mình tên là Trâm, mình là chuyên viên tư vấn của Sunhouse. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của Sunhouse, đó là bếp điện từ SHB6149. Ngày nay, việc sử dụng bếp ga có một số điều hạn chế như là gây ra nguy hiểm cho con người như là gò rỉ ga, ngạt ga hoặc có thể gây ra cháy nổ. Chính vì lý do đó mà bếp điện từ Sunhouse ra đời với những tính năng và tiện ích nhất, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Sunhouse đem đến cho bạn một bếp điện từ cơ SHB6149 với nhiều tính năng ưu việt cùng với giá thành hợp lý, mang đến cho người tiêu dùng sự hài lòng về chất lượng và kiểu dáng. Bếp điện từ Sunhouse SHB6149 có kiểu dáng nhỏ gọn, màu đen sang trọng, kèm hoa văn tinh tế. Chân bếp có bọc cao su chống trơn trượt, đảm bảo an toàn trong việc nấu nướng. Mặt bếp Sunhouse SHB6149 phủ kính toàn phần, dễ dàng làm sạch, chống trầy xước. Đặc biệt bếp có khả năng chịu lực và chịu nhiệt lên tới 600 độ C. Mâm từ được quấn bằng đồng nguyên chất, cao cấp còn giúp tỏ nhiệt đều, tiết kiệm thời gian chế biến và làm tăng tuổi thọ của bếp. Với công suất 2000W giúp cho quá trình gia nhiệt diễn ra nhanh hơn. Bảng hiển thị được làm bằng đèn LED, giúp cho người sử dụng có thể quan sát một cách dễ dàng mức hạ nhiệt của bếp. Các phím chức năng là phím cơ nổi chỉ cần ấn nhẹ có thể hoạt động theo yêu cầu và dễ dàng sử dụng. Bếp có đến 7 chế độ gồm nấu lẩu, xào, chiên, súp, hầm, hấp và giữ ấm. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn sẽ nhanh chóng chọn được một mức công suất phù hợp chỉ với một thao tác. Bếp điện từ Sunhouse SHB6149 được tích hợp với chức năng hẹn giờ, giúp bạn lựa chọn được thời gian nấu nướng phù hợp với từng món ăn và dễ dàng theo dõi điện năng tiêu thụ. Ấn phím điện năng một lần, bạn sẽ thấy mức tiêu hao năng lượng trên màn hình LED sau 5 giây. Màn hình sẽ tự động trở lại ban đầu. Bếp được trang bị thiết bị bảo vệ khi dòng điện bị quá tải. Khi nồi quá nóng, bếp sẽ tự động tắt và còi báo. Bạn chỉ cần chờ vài phút để bếp nguội và sau đó bật bếp lên và sử dụng lại bình thường. Dựa vào những thông tin trên thì mình xin hệ thống lại 6 điểm mạnh của bếp điện từ SHB6149. Thứ nhất là mặt bếp siêu bền, chịu lực và chịu nhiệt. Thứ hai là mâm từ bằng đồng nguyên chất với công suất cao là 2000W để giúp cho quá trình gia nhiệt được diễn ra nhanh hơn. Thứ ba là bảng hiển thị tiếng Việt dễ dàng sử dụng. Và thứ tư là 7 chế độ nấu được cài đặt sẵn. Thứ năm là dễ dàng theo dõi tiêu thụ điện năng. Và thứ sáu là tự ngắt khi quá tải nhiệt. Bếp điện từ Sunhouse SHB6149 sẽ tặng kèm cho chúng ta thêm một cái nồi lẩu inox. Thứ nhất là không nên kéo lê các vật dụng trên mặt bếp vì dễ gây ra chảy xước bếp. Và cái thứ hai là không nên đặt bếp gần các thiết bị điện tử vì từ trường của nó có thể làm ảnh hưởng tới các thiết bị đó. Và thứ ba là sử dụng đúng loại nồi. Bạn nên sử dụng các loại nồi có chứa từ tính hoặc là hợp kim sắt. Thứ tư là không nên ngắt điện sau khi nấu xong. Khi quá trình nấu của bạn kết thúc là lúc quạt cản nhiệt bên trong hoạt động để làm nguội các linh kiện của bếp. Vì thế, nếu ta tắt điện ngay lúc này thì đồng nghĩa với việc làm mát của thiết bị bên trong bếp sẽ không thể xảy ra, rất dễ làm bếp quá nóng hoặc giảm độ bền của bếp. Sau đây, mình sẽ nêu một số lỗi thường gặp kèm nguyên nhân và cách khắc phục khi sử dụng bếp điện từ Sunhouse. Lỗi thứ nhất là màn hình LED hiển thị EO là bếp từ không nhận nồi, ví dụ như nồi nhôm và nồi đất. Cách khắc phục là đổi nồi có chứa hợp kim sắt hoặc là từ tính. Lỗi thứ hai thường gặp đó là bếp ngưng hoạt động giữa chừng do quá nhiệt. Nguyên nhân là bạn đã đun nấu trong một thời gian dài với công suất lớn, khiến quạt gió không kịp làm mát toàn bộ bếp, dẫn đến bếp ngưng hoạt động. Cách khắc phục là bạn chỉ cần tắt bếp và chờ 5 phút sau sử dụng lại. Sau đây mình xin hệ thống lại ba câu hỏi thường gặp nhất. Câu hỏi thứ nhất là sản phẩm dùng có tốn điện không? Mình xin trả lời các bạn là không nhé. Đối với sản phẩm này thì công suất tối đa là 2000W, tương đương 1 tiếng liên tục mình xài tốn 2kg điện. Nhưng thông thường thì chúng ta xài khoảng 1200 đến 1400 thì tương đương với 1,2 đến 1,4 điện. Câu hỏi thứ hai là sản phẩm dùng có bền không? Thì mình trả lời là rất là bền và có độ bảo hành đến 12 tháng.
Câu thứ ba là sản phẩm này có bảo hành được tại nhà hay không? Thì mình sẽ trả lời là đối với sản phẩm này thì mình không có bảo hành tại nhà. Mọi chi tiết mình xin liên hệ đến tổng đài Sinh Hao 1800 6680 để được hỗ trợ. Với những kiến thức mình đã chia sẻ thì mình hy vọng các bạn có thể tự tin bán được sản phẩm này tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.